sẽ quay một cái video bán một cái lô đất thuộc xã Quảng Thành, đây là ấp Hậu Cần nha mọi người, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích là 3.000 m2, 3.000 m2 và có 300 thổ cư nữa nha mọi người. Thì ở đây thì cũng có vườn trái cây ăn trái, nhưng mà ở đây thì trái cây ít thôi chứ không phải nhiều mà đặc trưng như người ta. Có 300 thổ cư và có thêm một cái nhà cấp 4. Thì đằng sau đất á, thì đã có một con suối, nhưng mà suối này thì mùa này suối hơi cạn rồi nha mọi người. Đó, đây là mình đang quay đằng sau. Đây là vườn trái cây của người ta. Rồi mặt tiền của nó là ngang là 50 và chiều dài của nó là 60. Tổng diện tích là 3.000 m2. Đó, ranh đây thì có sẵn nha mọi người. Giờ mình sẽ lên trên mình quay cho mọi người xem. Có ít sầu riêng với lại măng cục. Cũng số sầu riêng thì mới trồng thôi, cũng không nhiều. Đây là cái nhà cấp 4 nha mọi người. Đây có 300 thổ cư nữa. Ở đây thì tường rào đã rào kiên cố hết rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ra ở ngoài mình quay cho mọi người xem. Ở ngoài này á, thì cái tường rào này đã xây kiên cố hết rồi. Thì mặt tiền đường này này, mặt tiền này là 50 m, và chiều sâu thì cũng 60 m. Nếu như mình đi thẳng đường này á mọi người, mình thẳng đường này mình đi thẳng luôn là nó ra quốc lộ 56. Thì từ ngay vị trí của mình đây mà ra quốc lộ 56 thì tầm một cây hoặc một cây hai số thôi là ra ngay quốc lộ 56 luôn. Còn hướng này á, thì mình đi vào lại đường nông thôn. Đó, mình đi thẳng vào trong nhà dân. Đây thì điện lưới là rất là ok rồi. Đó, ranh thì từ đây mình dọc về bên kia là 50 m. Đây là toàn bộ căn nhà nha mọi người. Thì cái này mà anh chị em mình ai mua vào đầu tư thì ok. Thì mình cũng nói luôn cái giá ở đây là 3.250 tỷ. Đó, là giá của chủ đất đưa ra là 3.250 tỷ. Nếu mà tính bình quân vị trí ra là có 65 triệu một mét ngang thôi, quá rẻ. Ok, anh chị em mình mua mà phân lô trải nền là gì cũng rất là tuyệt vời. Còn không thì mình làm nơi nghỉ dưỡng, làm trang trại hoặc là một vườn trái cây rất là ok. Ở đây là ranh đây nha mọi người, ranh ở từ đây, từ đây hướng về thẳng vậy. Đó, thẳng về vậy luôn. Thì trong đất đã có trồng một số sầu riêng, măng cục, chôm chôm, bơ. Đó, mọi người ai mà quan tâm tới lô đất này